Xin chào các bạn, chúng ta quay lại với môn lập trình Node.js. Trong bài này thì chúng ta sẽ tiếp tục với API Cruise Database. Cụ thể trong bài học này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình là delete một cái user. Thì để delete một cái user thì chúng ta sẽ sử dụng phương thức là delete các bạn nhé. Edit thì chúng ta sử dụng là pod. Thì delete thì chúng ta sử dụng delete. Đường dẫn của chúng ta là truyền vào cho nó một cái là delete và một cái id. Cái đó thì các bạn cũng sử dụng là find by id và delete, có nghĩa là tìm và xóa cái id. Các bạn sẽ truyền vào id với tham số là request.param id. Nếu mà cái research này mà khắc null thì chúng ta sẽ trả về status là 200, xóa thành công. Ngược lại thì các bạn sẽ trả về status 400 và xóa thất bại. Sau đây thì chúng ta sẽ đi vào phần demo chương trình. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào chương trình của chúng ta. Ở đây thì các bạn sẽ vào cái user router. Sau đó thì các bạn sẽ copy cái thằng edit này xuống các bạn nhé. Và chúng ta sẽ là path là delete. Sửa lại cái path là delete. Mà chỗ này thì chúng ta cũng là delete id. Ở đây thì chúng ta không find nữa mà chúng ta sẽ là find by id và delete các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ truyền vào một id thôi. Để xóa thì chúng ta cần id thôi, không cần body. Rồi. Nếu mà cái research này mà khắc null thì chúng ta sẽ gửi lại cho nó một cái request, một cái response như thế này các bạn nhé. Đây. Gửi cho nó một cái response 200, xóa thành công đúng không? Data thì các bạn sẽ trả về cho nó một cái research. Còn ngược lại thì xóa thất bại. Cái này là không, các bạn có thể ghi là xóa thất bại nhé. Ok, đơn giản như vậy thôi. Sau đó thì các bạn sẽ chạy chương trình. Ở đây thì chúng ta đang edit nha các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ chọn là delete này. Và chúng ta sẽ bỏ lên là delete này. Ok, trước khi chạy thì các bạn sẽ kiểm tra lại nhé. Đây các bạn thấy trong dữ liệu của chúng ta là có một trường dữ liệu này. Sau đó mình thực hiện là delete. Khi bạn thực hiện delete thì nó sẽ báo là xóa thành công. Các bạn chú ý là chúng ta sử dụng là pod. Cái phương thức ở đây là delete các bạn nhé. Báo xóa thành công này. Xóa thành công user này này. Ok chưa? Và sau đó thì bạn chỉ kiểm tra lại. Bấm vô file này. Không còn cái data nào hết. Rồi. Thì trong bài này thì toàn bộ chúng ta đã thực hiện tất cả các thao tác. Thêm nhập xóa sửa. Ở đây thì các bạn có thể làm thêm lại. Được chưa? Bấm vào body này, các bạn có thể nhập lại này. Nam là V1, email là 1. Ok chưa? 2 2 3 3. Ok chưa? Rồi ở đây thì tiếp theo thì chúng ta sẽ là list. List thì mình sẽ chọn là get các bạn nhé. Rồi, nó sẽ có là ba trường dữ liệu ở phía dưới này các bạn này. Các bạn có thể chung row cũng được. Preview này. Đó. Ok. Rồi, tiếp theo thì list rồi đúng không? Get by id. Chúng ta sẽ truyền vào một cái id. Xuyệt id này. Rồi, nó còn là một trường dữ liệu thôi. Này, get by id. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì? Sửa. Sửa thì chúng ta sử dụng là pod. Và chỗ này thì các bạn sẽ sửa là edit. Ok. Thằng 2 này các bạn nhé, mình sửa là thành 5/52 nhưng mà mình sửa cái email thôi, 2222. Bắt buộc là thêm số 2 vào. Ok chưa? Cái này thêm số 2 vào. Rồi các bạn xem. Đây.
Sau khi sửa thì các bạn có thể là xem lại, thì bạn bấm vô cái link này cả nhé. Đây các bạn thấy nó đã sửa này. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ xóa, xóa thì các bạn sẽ dùng là delete, xịt, sau đó thì bạn sẽ chọn là patch nhé, bạn bấm xem này, xóa thành công. Trong video này thì mình đã hướng dẫn các bạn viết các API thêm nhập xóa sửa hiển thị tất cả, hiển thị theo đi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Chào các bạn.